Tập 5. Ba dị cấp của hắn đến thật đúng lúc. Ngọc Giao nhà chúng ta biết gảy đàn, để Ngọc Giao phối nhạc cùng Chu cô nương đi. Chuyện này vậy thì quá tốt. Ta cũng không phải không được. Thật là không ngờ. Hai người biểu diễn làm đẹp cho nhau. Đàn cũng khá đấy. Ngũ ca, cô ấy còn biết múa nữa. Đừng mà, đừng mà, đừng phá nữa. Hay, hay lắm. Khúc nhạc mềm mại quyển chuyển, vũ điệu như trồng bay phượng múa. Hai nha đầu biểu diễn cùng nhau, quả đúng là tuyệt đại song kiều. Bệ hạ quá khen. Phải đấy, đàn thật sự rất hay. Đúng vậy, phải, đa tạ, đàn hay quá đi. Ta đã nói rồi mà, nói chí phải. Phải đấy, đa tạ. Đúng là tuyệt diệu. Quá khen, quá khen rồi. Đi, mau lên. Mau đi. Đa tạ công tử khen ngợi. Đi đi, mau lên đi. Mau. Quả đúng là tuyệt thế vô song. Phải đấy, đàn thật hay. Ngọc Giao, cáo từ. Là sao vậy? Phải đấy. Sao vậy? Sao vậy? Mẹ có chuyện cần nói với con. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Mẹ quên mất một chuyện. Đôi giày mẹ làm cho con lần trước, con thích đôi nào nhất? Mẹ à, mẹ đừng trêu con nữa. Con thích đôi nào, không lẽ mẹ không biết à? Sao vậy, hôm nay mẹ mang tới hả? Con xem. Đẹp quá đi. Nào, để mẹ mang cho con. Không được đâu, để con tự đi.
Rất đẹp. Ngọc Giao à, vậy mẹ đi trước. Con phải nhớ thường xuyên về thăm nhà nha. Vâng. Mẹ đi đó. Ngọc Giao tỷ, đi. Chào Ngọc Giao tỷ. Ngọc Giao tỷ, sao các năm trước không thấy tỷ tới dự thi? Phải, vốn dĩ là tự nguyện tham gia mà. Mấy lần trước Ngọc Giao tỷ tỷ không muốn tới thôi. Không được à? Phải đấy, Ngọc Giao tỷ, ta phải bái tỷ làm thầy. Đúng, bái tỷ làm sư phụ. Sư phụ tại thượng. Ngoan ngoan ngoan. Được rồi, được rồi. Ở một nơi công cộng như vậy, một nữ quyến uống rượu gì chứ? Không được đâu. Đã bái sư rồi, phải uống chứ. Phải đấy, nhất định phải uống. Bắt buộc phải uống. Thái tử phi nhận lời. Nhận mấy người làm đồ đệ hồi nào? Mới vừa xong. Ngọc Giao tỷ cũng nói ngoan, ngoan. Tất nhiên là nhận lời rồi. Đúng không? Đúng. Gì mà cục hứng vậy? Không sai. Ta uống thầy cô ấy. Thật hết cách. Quên uống đi, cạn hết đi. Ta tử lượng khá đấy. Được lắm. Phải chúc rượu cả sư cha nữa chứ. Phải đấy, đúng đúng đúng. Nào nào nào, không say không về. Không say không về, nhanh lên. Nào nào nào, đi. Công Tôn đại nhân, Lộng Ảnh. Đây là thuốc gia truyền nhà ta, chuyên trị đau đầu. Làm sao cô biết ta đang bị đau đầu? Bởi vì ta luôn quan sát. Cũng không đau cho lắm, chỉ là không quen mấy chỗ đông người. Trước kia đã nghe Chu cô nương giỏi múa, không ngờ vũ đạo lại xuất thần như vậy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Công tử quá khen. Thơ Bách Thọ ngài dâng cho hoàng thượng cũng là văn phong xuất chúng. Hổ thẹn. Chu Nhan cô nương, tại hạ Giả Tử Húc. Quá ra là Trạng Nguyên Lang năm ngoái. Chu Nhan bái kiến Giả đại nhân. Cô nương biết ta à? Dĩ nhiên, đúng là quá tốt. Mỹ nhân ký túy, Chu Nhan đà ta. Chu Nhan bái kiến Ngũ hoàng tử. Trước đó đã lừa gạt cô nương. Lý Hoành xin tạ lỗi. Không biết có thể cùng uống một ly. Các vị công tử ở đây đều là bậc kiệt xuất. Chu Nhan may mắn được quen biết các vị, còn phải cảm ơn các vị đã cất nhắc. Chu Nhan xin kính mọi người một ly. Chu Nhan vẫn còn mấy chuyện cần bàn với Công Tôn đại nhân, xin thất lễ. Công Tôn đại nhân, lần trước sau khi thảo luận, tự thuộc thiếp cùng ngài, tiểu nữ trở về có lĩnh ngộ mới. Không biết đại nhân có rảnh cùng tiểu nữ thảo luận một phen. Nguyện giỏng tai nghe. Sao vậy? Ngài ta làm sao vậy? Chìa tay ra. Cầm lấy. Đừng nhúc nhích. Chu cô nương, xin lỗi, bỗng dưng ta quên mất, xin thất lễ. Qua đây, uống. Lại đây cho ta. Khoan đã. Hoàng huynh, ta không uống nữa. Ta đã nhận đệ làm trò rồi.
Đứng lại, lại đây cho ta. Ta không uống nữa. Không được à? Uống rượu, lại đây uống. Ta uống, ta uống. Được rồi. Được rồi. Ngày ấy uống bao nhiêu vậy? Cũng không nhiều, chỉ khoảng 10 chén à. 10 chén. Bảo sao say khướt như vậy? Ta không say, ta có thể uống thêm 10 chén nữa. Ta uống. Được rồi, được rồi. Mau dìu ngày ấy. Là cái gì? Thuốc giải rượu. Tửu lượng ngày ấy rất kém. Uống say đúng là đáng sợ. Thảm rồi. Người đâu? Rốt cuộc đi đâu chứ? Ta nghĩ phải đưa nàng tới nhà của ta. Về thái tử phủ làm vẻ bí ẩn như vậy làm cái gì? Không phải phủ thái tử, mà là nhà thật của ta. Ngươi dừng xe. Dừng xe, dừng xe. Không phải, không phải. Dừng lại làm gì? Ta nói dừng là dừng. Dừng xe. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ tha mạng. Cút. Cút. Chàng làm cái gì vậy? Lúc nãy ta nói với nàng rồi mà. Nàng say rồi hả? Uống say là đến xe ngựa của mình cũng trộm. Không làm trộm đúng là tiếc. Nào nào, cứ tự nhiên. Ăn uống no say. Uống đi. Nào nào, mọi người uống đi. Đừng khách sáo. Nếu không đủ thì vẫn còn nữa, không thiếu đâu. Uống đi, thêm đi. Đây, mời mọi người. Đây là ai vậy? Dạng An tới rồi. Dạng An. Nào nào nào, nhiều năm không gặp. Dạng An à? Ta tên Dạng An. Ta về nhà rồi. Đúng đúng đúng. Dạng An à? Vị này là... Nàng là thê tử của ta. Mới mấy năm thôi mà. Quá con trưởng thành rồi. Thành thân luôn. Thê tử tên là gì? Ta tên là Thường Lạc. Tri Túc Thường Lạc. Tên hay. Rất hay. Đúng. Cái tên rất hay. Chờ chút. Đây là tiền mà ta kiếm được. Mọi người chia nhau đi ha. Tiền lần trước cậu cho, bọn ta cũng chưa dùng tới. Cậu làm ăn kiếm tiền rất giả lắm. Cứ xem như tiền ta mua rượu thịt. Lần này ta đưa thê tử tới, không được thiếu đào hoa túy đâu. Cái khác thì không có, chứ rượu thì nhiều. Mau lên, uống rượu. Nào nào nào. Uống đi, nâng ly. Uống đi. Hay, hay lắm. Thêm một ly nữa. Sao, tất nhiên rồi. Thêm một ly. Hay, hay lắm. Đẹp đôi quá đi. Uống, uống thêm nữa. Cô mẫu. Cô mẫu. Cô mẫu. Ai khiến con ra nông nổi này? Ngoại trừ thái tử thì còn ai không nể mặt người chứ? Lại là Lý Trị cả. Còn có thái tử phi Ngọc Giao sao? Cô ta là kẻ phản bội. Nếu không phải nó giúp Lý Trị hại con, sao con ra nông nổi này chứ? Bổn cung hỏi con, chuyện này là họ hãm hại con hay là thật? Nói.
con hay lắm. Lấy rồi đó. Người đâu? Cô mẫu. Đưa nó vào nhà lao. Rõ. Cô mẫu, người hãy cứu con đi. Cô mẫu, cứu con. Lần sau con không dám nữa. Cô mẫu à. Ngọc Dao, xem ra người làm cô mẫu như ta, đến lúc phải dạy dỗ cô rồi. Dậy rồi à? Đây là đâu? Tự chàng ra ngoài xem đi. Ai làm vậy? Đây là Tứ Đại Thân Dương, đích thân chàng bổ nhiệm. Chàng quên rồi à? Tứ Đại Thiên Dương à? Đây là đâu? Thôn Đào Nguyên. Thôn Đào Nguyên. Sao nàng biết? Tối qua có một tên ngốc tên là Vạn An nói cho ta biết. Đây cũng là do ta làm à? Chuyện giống như kết bái với gà trống, ta không làm được. Kết bái cái gì? Gà trống. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà cũng không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Gà huynh, uống đi. Không sao, huynh đừng quá dằn vặt. Huynh còn khử trùng cho vết thương của người ta mà. Xin lỗi nha, để nàng thấy ta như vậy. Không sao, rất là đáng yêu. Thím là đâu rồi hả? Tối qua chàng quậy tới nửa đêm, mọi người đều ở cạnh chàng. Bây giờ chắc là ngủ hết rồi. Vậy chúng ta mau đi, nhân lúc họ chưa thức. Bây giờ chàng hết say rồi, có thể nói cho ta biết chưa? Thôn Đào Nguyên này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao chàng lại nói rằng đây mới là nhà của chàng? Ta nói như vậy à? Có lẽ khi ta uống say, ta đã nói bậy. Lời nói lúc say mới là lời thật lòng. Nơi này là thôn Đào Nguyên. Những người sống ở đây đều là người Lê Quốc. Lê Quốc à? Chính là Lê Quốc từng tấn công nước chúng ta. Đúng. Lúc đó khi chiến loạn kết thúc, rất nhiều binh sĩ thương tật của Lê Quốc cùng gia quyến của họ bị dứt bỏ ở đây, trở thành chủ qua đường, bị người ta ghét bỏ.
Vì vậy đó là đám người Thiếm La sao? Khi mẫu hậu của ta thắng trận trở về, đã cứu không ít người của Lê Quốc và an bài họ ở đây. Người do Thẩm Hoàng hậu cứu. Không đúng. Chẳng phải chính vì người Lê Quốc mà Thẩm Hoàng hậu mới... Xin đừng nhắc tới chuyện Phong Hầu. Thắng trận tất phải dạng người chết. Mẫu hậu đã dạy ta nhớ câu này từ khi ta còn nhỏ. Người bảo chỉ cần có chiến loạn, dù là bách tính hay là binh sĩ, đều phải chịu khổ, chịu cực. Người còn nói đao kiếm vô nhãn, nhưng mà người có tình, mỗi một sinh mạng đều nên được tôn trọng, không phân biệt huyết thống. Người muốn để ta hiểu cực khổ chúng nhân gian, muốn ta là một hoàng đế tốt, muốn ta khiến bái quốc cường mạnh. Nhưng mà không phải để xâm lược, mà là không để nước khác tới xâm lăng. Vậy thì sẽ không còn chiến tranh, cũng không còn tàn sát. Thẩm Hoàng hậu lo nghĩ cho thiên hạ, mắt nhìn xa trông rộng, đúng là ngầu. Nàng cũng thấy rồi, người ở đây đều rất chất phác, thiện lương. Chuyện ở thôn Đào Nguyên, nàng vẫn nên yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai biết. Ta rất thích chỗ này, cũng rất thích đám người Thiếm La. Khi nào rảnh rỗi, chàng phải đưa ta tới chơi. Được. Nhưng mà chuyện thái tử đương triều, khi lên cơn say, ta có thể không nói. Nhưng rồi chàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Không được. Được. Tứ đại thiên dương và gà huynh. Được, được, được. Điều kiện gì? Mỗi ngày cho ta rời phủ một canh giờ. Cái này thôi à? Không được à? Được. Thật sao? Không được nuốt lời. Được. Ta bị làm sao vậy? Sao lại đưa cô ấy tới chỗ này chứ? Nơi này rõ ràng đến công tôn mặt, ta cũng chưa từng nói ra. Không được. Cô ấy là người Lưu gia, ta phải đề phòng. Lộng Ảnh, hoàng hậu vừa sai người tới nói mời hai vị vào cung ôn chuyện. Nhưng mà ta chẳng có gì để ôn chuyện với người. Bề ngoài là người làm cô muốn ôn chuyện, nhưng mà thật ra làm gì chuyện của Dương Đông Kiệt. Đúng. Đi thì đi, sợ cái gì? Ta cùng phu quân điều tra án, quang minh chính đại đưa phạm nhân vào nhà lao, lẽ nào lại sợ bãi? Để bắt kẻ xấu chịu tội trước pháp luật, cho dù phải đắc tội với hoàng hậu đương triều cũng không sợ hãi. Nếu như không phải thông đồng cùng hoàng hậu diễn kịch, Lưu Ngọc Giao này đúng là nữ trung hào kiệt. Đây là hoàng hậu, dù sao chỉ cần 2 tháng là ta có thể thoát rồi. Hoàng hậu có lợi hại cách mấy cũng không thể nháy mắt giết ta được. Chắc là không sao. Nàng căng thẳng à? Không hề. Đi, đi tìm cô mẫu. Tìm được rồi, tìm được rồi. Không sao, hắn tin được. Mấy thứ này đều là bút tích của Chu Nhan cô nương. Có thơ, có tranh, còn có bài bình sách. Thất đệ, lợi hại. Đương nhiên rồi, ta không giống huynh. Ngày ngày bị hoàng hậu quản giáo nghiêm ngặt, đến một người bạn cũng không có. Ta nhiều bạn lắm, muốn tìm mấy cái này cũng dễ như chơi. Ta có người bạn lợi hại như vậy là đủ rồi. Ta thấy không đủ. Huynh phải có Chu Nhan cô nương thì mới đủ. Đúng là ba qua.
Linh Nhi, nô tỳ biết phải làm sao. Cô mẫu, Thanh Ninh cung của người đúng là rộng lớn, đi nhà xí cũng không được tiện, phải đi rất lâu rất lâu. Nếu như con từng tới Cảnh Nhân cung, sẽ không thấy nơi này của bản cung rộng lớn nữa. Cảnh Nhân cung, con phản ứng như vậy cũng bình thường. Cảnh Nhân cung bỏ quan nhiều năm, chỉ sợ là thái tử bản thân cũng sắp quên mất nó rồi. Từ nhỏ ta lớn lên ở đó, sao có thể không nhớ chứ? Cũng đúng. Cảnh Nhân cung là nơi náo nhiệt nhất trong cung, bản cung rất hoài niệm nó khi xưa. Nhớ lúc vừa vào cung, mẹ con rất quan tâm tới bản cung. Không phải mẹ ta, mà là mẫu hậu của ta, thái tử. Bây giờ hoàng hậu của bái quốc là bổn cung. Thái tử nói chuyện cũng nên chú ý xưng hô một chút. Nhưng mà cuối cùng, Thẩm hoàng hậu không hề bị phụ hoàng xóa bỏ thân phận hoàng hậu. Thái tử điện hạ cũng chỉ dựa theo thân phận lúc qua đời của bà để xưng hô, không hề có chỗ nào không đúng. Hơn nữa tính ra thì Thẩm hoàng hậu cũng là hoàng hậu cả đời. Còn người mặc dù bây giờ là hoàng hậu, nhưng mà chuyện sau này thì không ai dám chắc. Đợi khi nào người đi gặp Thẩm hoàng hậu vẫn phải gọi một tiếng tiền bối. Con bảo bản cung đi gặp Thẩm hoàng hậu là có ý gì chứ? Chỉ là con ví dụ một chút thôi. Nếu như làm người có liên tưởng không hay, vậy thì Ngọc Giao sơ suất rồi. Ngọc Giao con giả vào phủ thái tử chưa lâu, năng lực mờ mép, tiến bộ quá nhanh. Đa tạ cô mẫu quá khen. Nhưng mà lần này người gọi chúng con tới, lẽ nào chỉ vì bữa cơm? Linh Nhi, Ngọc Giao và thái tử thành thân, đây là chuyện vui lớn trong Lưu gia. Nếu như có thể sinh một hoàng tôn, vậy thì quá tốt. Nhân sâm ngàn năm này là bản cung đặc biệt sai người đi tìm, để Ngọc Giao bồi bổ cơ thể. Đa tạ cô mẫu. Người một nhà khách sáo gì chứ, dùng cơm thôi. Đa tạ cô mẫu khoản đãi. Thời gian không còn sớm nữa, con nghĩ chúng con nên đi. Ngọc Giao đừng vội, không dễ gì mới tới được một lần. Bản cung còn muốn ôn chuyện cùng con. Vừa hay bản cung có một món đồ chơi muốn cho con xem. Linh Nhi, mang kính diễn vọng Dạ Minh Quốc dâng lên. Dạ. Cũng không biết hoàng hậu có trò gì, không những không nói chuyện của Dương Cung Kiệt mà còn tặng ta nhân sâm. Ta nói mà. Không hay rồi, hoàng hậu nương nương, kính diễn vọng mất rồi. Cái gì? Mất rồi à? Người chắc chắn là mất rồi chứ? Nô tỳ đáng chết. Nhưng mà trước đó lúc nô tỳ lấy nhân sâm ngàn năm, vừa hay nhìn thấy thái tử phi đi vệ sinh trở về, đi đến tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Ta luôn ở cạnh thái tử phi, người hoàn toàn chưa từng tới tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Nô tỳ không nhìn lầm đâu, vô cùng chính xác. Hoàng hậu nương nương, không bằng không chứng, sao chỉ nghe lời nói một phía chứ? Nô tỳ cho rằng trộm hay không, soát người là biết. To gan. Thái tử, cần gì giận dữ như vậy? Bản cung thấy lời của Hình Nhi cũng đúng.
Lẽ nào thái tử có tật giật mình? Hôm nay ta nói một câu, không ai được phép động tới thái tử phi. Phu quân, đừng giận dữ. Không phải chỉ là soát người thôi à? Ta đâu có trộm, không sợ. Nào, soát đi. Nương nương, không, không có gì hết. Gì cơ? Con xem, thật sự đúng là hiểu lầm. Thái tử, con xem, lục soát xong cũng đã chứng minh sự trong sạch của Ngọc Giao. Đợi đã, hiểu lầm của người đã giải quyết, nhưng mà ta thì chưa. Cô mẫu, kính viễn vọng của người mất rồi, con thấy người sốt ruột lo lắng. Hay là cho Ngọc Giao đi tìm giúp người? Con thấy khả năng lớn nhất là ở trên người của Linh Nhi. Người ngậm máu phun người. Nương nương, nô tì không có. Không có trộm. Có trộm hay không, lục soát là biết. Đúng chứ? Đứng im. Thái tử phi lục soát. Cô mẫu, người xem, đây có phải kính viễn vọng bị mất không? Linh Nhi, kính viễn vọng rõ ràng trên người của ngươi, sao ngươi lại quên mất? Còn nói là mất nữa chứ. Làm bổn cung trách lầm Ngọc Giao. Mau chóng tạ lỗi với thái tử phi và thái tử. Xin lỗi, nô tì sai rồi. Nô tì sai rồi. Giả miệng. Nô tì đáng chết. Nô tì sai rồi. Hoàng hậu nương nương, chuyện hôm nay con sẽ bẩm báo lại sự thật với phụ hoàng. Con tin người nhất định sẽ không bỏ qua. Thái tử, bản cung cảm thấy không cần thiết. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền hoàng thượng là chuyện bé xé ra to. Ngọc Giao, bản cung là cô mẫu của con. Bản cung thương con như vậy, sao lại hại con chứ? Chúng ta là người một nhà. Cô mẫu, con đã gả vào phủ thái tử, giờ con là người của Lý gia. Huống hồ con cảm thấy Linh Nhi rất là thông minh. Hay là tặng cô ấy cho con đi. Vậy thì cô ấy có thể ở phủ thái tử chơi cùng con. Vậy đừng mà hoàng hậu nương nương, đừng mà. Chỉ là một đứa nô tỳ, nếu thái tử phi thích thì tặng đi vậy. Linh Nhi, sau này tới phủ thái tử hầu hạ thái tử phi cho tốt. Vâng, nô tỳ tuân lệnh. Nếu kính viễn vọng do thái tử phi tìm được thì cũng tặng cho thái tử phi luôn. Đồ trong phủ thái tử, thứ hay ho thú vị còn rất là nhiều. Cái này mà so ra thì rất là vô vị, chỉ xứng làm đồ chơi cho người hầu mà thôi. Nào lộng ảnh, cái này thưởng cho em. Đa tạ thái tử phi. Hoàng hậu nương nương, vậy hôm nay người nghỉ ngơi cho khỏe ha. Phu quân, chúng ta về. Linh Nhi, đi thôi.
Không phải chứ, hôm nay mình sốc nổi là do không nhịn được. Nhưng mà mình lộ sơ hở chỗ nào rồi? Chàng... chàng muốn làm gì? Hải Phi quá lợi hại. Hải giận, Hải giận. Trúc được giận không? Trúc chứ. Lưu Hải Giao này sau khi lên làm hoàng hậu thì không biết mình hỏi gì nữa. Bà ta suốt ngày ức hiếp ta, hôm nay cũng cho bà ta nếm mùi khó chịu. Ta cũng không ưa loại người này. Phải chứ, Ái Phi à. Không ngờ nàng lợi hại như vậy. Sao nàng biết tính diễn giọng ở trên người của Linh Nhi? Vì ta đoán là bọn họ ngu ngốc, không giấu cho kỹ. Nàng muốn gì, nói cho ta biết, ta sẽ mua cho nàng. Ta, chúng ta có thể chọn mấy tửu lâu đi ăn món ngon được không? Được, sao lại không được? Ta sẽ mời đầu bếp của họ tới cũng được. Mẫu hậu, mẫu hậu, chuyện gì vậy? À thì có thể lấy kính diễn vọng trước đây Dạ Minh Quốc tặng cho con mượn không? Cái đó ta ban cho Ngọc Giao rồi. Suốt ngày chỉ biết chơi, không biết đọc sách nhiều vô, ham chơi, mất cả ý chí. Linh Nhi, quét ở đây. Ở đó nhiều bụi như vậy, không thấy à? Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi ra ngoài trước. Kính diễn vọng ở chỗ cô à? Đúng. Đưa cho ta đi. Không đưa. Làm gì vậy? Cho ta chơi một chút đi. Để chỗ cô cũng chẳng có ích gì. Chưa thấy chủ tử nào thưởng đồ cho người hầu mà đòi lại cả. Ta đâu có xem cô là người hầu thật. Ta chỉ nói trước mặt của hoàng hậu như vậy thôi. Để ta nói với Lưu Thăng, nói cô trợ giáo đứng về phía thái tử. Cũng là nói như vậy thôi. Chuyện như vậy sao cô có thể ở ngoài uy hiếp ta chứ? Giả lại đưa cho ta cũng đâu có gì xấu, thì cũng đâu có lợi gì. Con người của cô đúng thật là. Lý Quành tới thăm, cho hỏi thái tử phi có ở trong phủ không. Sao hắn lại tới? Hoàng hậu nương nương vừa tặng đồ cho ta, chưa được một ngày đã đòi lại rồi à? Lý lẽ gì chứ? Không có, không có, không có đòi lại. Thái tử phi hiểu lầm rồi. Hoàng hậu nhất ngôn cửu đỉnh, đồ người đã tặng tuyệt đối sẽ không đòi lại. Chỉ là ta muốn mượn dùng một chút thôi. Cô xem, ta tới phủ thái tử là lén người ta tới. Nhưng mà kính diễn vọng này ta đã thưởng cho Lộng Ảnh rồi. Không phải là ta không giúp cho ngài, nhưng mà lúc ta đích thân đi đòi á, cô ấy cũng không chịu đưa. Tỷ đòi cô ấy, cô ấy cũng không chịu đưa à? Hoàng hậu nương nương nhất ngôn cửu đỉnh, đồ đã tặng rồi thì không đòi lại. Vậy đường đường là đồ của thái tử phi tặng, sao có thể đòi lại được? Tất nhiên là không được. Chỉ là ta thật sự rất là cần nó. Hay là như vậy, ta tự mình đi tìm cô ấy nói chuyện. Ngài tự mình đi đòi, nói không chừng cũng được. Lòng Ảnh và Lý Hoành xem như đều là người của Lưu Thăng, gặp nhau chắc chắn có âm mưu, vẫn nên cẩn thận một chút. Thái tử phi, ngũ hoàng tử là thân ngàn vàng, sao có thể hạ thấp mình mượn đồ của hạ nhân chứ? Ngũ hoàng tử, ngài cứ ở đây uống trà. Chuyện nhỏ nhặt này để công tôn mặt ta làm. Vậy đa tạ chứ. Đợi đấy.
Long Ánh cô nương, cần gì gọi cô nương với một hạ nhân? Công Tôn đại nhân đừng làm mất thân phận. Lúc nãy cô đã nghe hết rồi à? Tại hạ lỡ lời, tại hạ tuyệt đối không có ý coi thường cô nương. Công Tôn mổ xin lỗi Long Ánh cô nương. Được rồi, lời xin lỗi của Công Tôn đại nhân ta đã nhận. Cái đó, Long Ánh cô nương có thể cho ta mượn một chút hay không? Không thể. Khi nãy đại nhân cũng nói, mượn đồ của một hạ nhân là chuyện hạ thấp bản thân. Công Tôn đại nhân vẫn là đừng nên làm như vậy. Nô tỳ phải quét dọn thư phòng của thái tử, vẫn mong Công Tôn công tử ra ngoài cho. Mắc công làm dơ y phục của mình. Không sao cả. Cái đó, ngươi ra ngoài. Lại ra ngoài. Chuyện là không cho. Được, cô đứng đó đi, ta đọc sách. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Nếu như đệ đệ còn sống, chắc là cũng nho nhã thư sinh giống như Quỳnh ấy. Như vậy đi, Quỳnh dỗ cho ta vui, ta sẽ cho Quỳnh mượn đồ. Được, làm sao mà dỗ? Quỳnh cứ ngồi ở đây đọc sách cho ta nghe. Đọc sách? Đọc sách gì? Sách gì cũng được. Được, ta từ đó lập chí. 5 năm sau, vợ ta trở về. Lúc đó vào phòng sách, hỏi ta về lịch sử, hoặc đọc vài quyển sách trên bàn. Vợ ta bề ngoài kể với tiểu muội rằng xong rồi, ta đọc xong rồi. Được, đồng ý. Huynh phải nói cho ta biết đoạn truyện huynh kể là chuyện gì. Kể về không phải chuyện tốt gì, cô vẫn không biết thì hơn. Ngon quá đi. Ngon đúng không? Đồ ăn của quán tủ lâu này quả thật không tệ. Hay là để hắn tới phủ thường xuyên đi. Xem ra đầu bếp của phủ tướng quốc đúng là không giỏi. Mấy năm nay thiệt thòi cho nàng rồi. Theo ta rồi, chắc chắn sẽ được ăn ngon. Chàng có muốn thử không? Ta không đói. Sao vậy? No quá đi. Ra ngoài đi dạo. Ta đi cùng nàng. Được. Sao vậy? Giày mới mẫu thân làm cho ta hơi bị chật. Sau đó đi thôn Đào Nguyên với chàng, lại tới chỗ hoàng hậu mãi quên chưa thay. Không sao,
mấy ngày nữa sẽ khỏi. Đã đau như vậy mà còn nói là không sao à? Chờ ta một chút. Cố chịu một chút, sẽ xong ngay thôi. Xong rồi, có phải thoải mái hơn không? Đây là thuốc gì mà công hiệu vậy? Đây là thuốc mẫu thân ta tự mình điều chế. Mẫu thân ta là người luyện võ, luôn trầy xước khắp người, cho nên điều chế loại thuốc này rất là công hiệu. Chàng có thể kể cho ta nghe chuyện về mẫu hậu được hay không? Mẫu hậu ta thật sự không có gì khác so với những người mẹ khác cả. Ta nhớ có lần người đến kỳ kinh nguyệt, không ngờ lại đau phát khóc. Lúc đó người nói cho ta biết, nữ nhân kia cường cách mấy cũng cần người khác chăm sóc. Cho dù là nữ nhân, võ công cái thế cũng sẽ khóc, càng huống hồ là nữ nhân khác. Người muốn sau này ta thành thân là một tướng công dịu dàng chu đáo. Chàng làm được rồi. Nàng mới bôi thuốc, mau nghỉ ngơi đi. Cái này cho nàng, nhớ phải bôi mỗi ngày. Được. Ba tháng. Sao mình lại muốn ba tháng này kết thúc chậm một chút? Không được, đừng nghĩ lung tung. Mình phải mau chóng cứu Thạch Đầu bọn họ ra ngoài.